Vâng, buổi sáng sớm anh em các tỉnh đến bốc những cặp loa Outsetter PS12 cộng và những cặp loa 3G audio. Những cặp loa 3G audio loại 2 bát 2 tấm kẹt đang bốc ra ngoài xe. Những sản phẩm cực kỳ là chất lượng được các anh em các tỉnh về bốc rất là nhiều. Ngoài kia là đầy một xe các bác nhé. Đấy, đang chuẩn bị một xe nữa đến. Bốc. Rất là chuẩn chỉ đối với những sản phẩm chất lượng. Outsetter này một trong dòng loa bán chạy nhất và chất âm phải nói là vua cao kê rồi. Em lót đi, sau gọi thêm con xe nữa đến rồi. Và bên ngoài kia các bác rất cẩn thận lót đây cho đỡ xước xe, xước loa. Đấy, hàng nguyên bụi các bác nhé, các bác vẫn bốc liên tục. Còn đây là những chiếc đẩy cũng đang test để chuyển đi cho các anh em đại lý, các anh em nghe tiêu dùng. Phải nói là tuyệt vời, Bình Ngọc Quang vẫn về được hàng để cung cấp cho các anh em. Đấy, những sản phẩm chất lượng xuất sắc. Trân trọng cảm ơn các bác nhé. Em dừng video ở đây để đóng hàng. Ê, đây em bê cái này. Cái to này sao?